Và chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. Các em quan sát đây. Nghiệm của cái phương trình sin bình phương x trừ đi sin x bằng 0 thỏa mãn điều kiện 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn pi. Nó sẽ là gì? Ở đây đề bài cho chúng ta 4 đáp án. Được chưa? Đan A là x bằng pi trên 2. Đan B x bằng pi. Đan C là x bằng 0. Và cuối cùng đan D là x bằng trừ pi trên 2. Các em quan sát đề và các đáp án nha. Thì chúng ta thấy ngay này. Ở ví dụ số 1 này, phương trình lượng giác của chúng ta đúng là cái dạng phương trình bậc 2 đối với hàm sin x rồi. Đúng chưa? Ở đây khuyết mất C. Chúng ta cứ đặt như bình thường mà chúng ta đi giải quyết bài toán. Ok chưa? Sau khi tìm được nghiệm rồi thì chúng ta làm cho nghiệm thỏa mãn điều kiện đó là nằm trong khoảng từ 0 cho đến pi. Từ đó chúng ta tìm ra được các nghiệm của cái phương trình này. Đấy, vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết sau. Ở đây thầy sẽ đặt nha. Đặt T bằng sin x. Điều kiện trị tuyệt đối của T nhỏ hơn hoặc bằng 1. Xong. Khi đó phương trình sẽ trở thành gì? T bình phương trừ đi T bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 và khuyết mất hệ số C. Chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm của phương trình này là T bằng 0 hoặc T bằng 1. Tất cả các nghiệm này đều thỏa mãn. Thỏa mãn rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thay quay trở lại với T bằng 0. T bằng 0 thì chúng ta suy ra sin x bằng 0. Sin x bằng 0. Các em lại nhớ lại phương trình lượng giác cơ bản. Hoặc là ở đây nha, phương trình lượng giác cơ bản nhưng có trường hợp đặc biệt sin x bằng 0. Đúng chưa? Ở đây phương trình này chỉ ra một họ nghiệm, đó là x bằng k pi, với k là số nguyên. Xong. Trường hợp tiếp theo. À, ở đây vì x nằm trong khoảng từ 0 đến pi, vậy thì chúng ta có nên xét luôn không nhỉ? Xét luôn hay là tìm tiếp họ nghiệm sau đó chúng ta mới xét? Thầy sẽ xét luôn nha, sau đó thầy tìm tiếp họ nghiệm nữa, sau đó thầy lại xét một lần nữa. Đấy, vì x thuộc khoảng từ 0 cho đến pi nên chúng ta